Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái hàm Putcha. Đấy. Thì trong video này mình sẽ giới thiệu về cú pháp và cái chức năng của nó trong lập trình. Đấy. Về đầu tiên về mặt cú pháp, đấy, thì nó sẽ là Putcha ở ngoặc tròn, đấy. Và trong đây là biến và dấu kết thúc là dấu chấm phẩy. Đấy. Đây là cái cú pháp của nó. Tiếp theo sẽ là cái chức năng của nó. Chức năng của nó thì nó sẽ có chức năng là đẩy ký tự ra ngoài màn hình đấy. Và nó giống tương tự như hàm printf đấy, tương tự như cái hàm printf. Ở đây mình có một cái chương trình đó là in ra ngoài màn hình cái các ký tự từ A đến Z. Đấy. Ở đây nếu như mình dùng cái hàm print, đấy, mình thứ hai dùng là cái hàm print này như sau ấy. Rồi, ở đây mình sẽ in cái dùng cái câu lệnh print để in. Đây sẽ là phần trăm C. Đây sẽ là C. Rồi. Đây chạy chương trình. Đấy, như các bạn đã thấy thì ở đây nó đã in ra cái ký tự từ A cho đến Z. Đấy. Vậy thì cái với cái hàm Putcha thì nó cũng làm được cái công việc tương tự như vậy, chỉ nó chỉ khác cái cú pháp thôi. Ở đây thì không giống như cái hàm print, hàm Putcha thì chúng ta chỉ cần trong cái dấu móc nhỏ thì ta chỉ cần điền cái tên, điền cái C vào là được. Đấy. Không cần phải phần trăm C đấy. Đây, mình sẽ làm cho các bạn xem đấy. Rồi. Chạy đấy. Đấy, và đây là cái kết quả đạt được. Đấy. Nó cũng in ra ABC đến như thế. Từ A đến Z, cái kết quả nó cũng như cái hàm print. Rồi, ta thử in từ A in cho đến Z in. Đấy. Xem nó có in không ạ. Rồi, đấy chính là cái kết quả thằng này. Thì như các bạn đã thấy thì nó cũng in ra các cái ký tự ABCD cho đến Z đấy, ký tự in hoa. Như vậy thì các ký tự in hoa hay in thường thì nó đều in được đấy. Và sau đây mình sẽ xét một cái ví dụ để các bạn thấy rõ cái chức năng của cái Putcha này đấy. Ở đây mình xét ví dụ có cả cái getcha và putcha đấy. Thì đầu tiên mình sẽ khai báo cái kiểu dữ liệu cho cái C này và sau đó mình gắn C, mình lấy cái giá trị của C để đưa vào chương trình đấy. Và ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái vòng lặp while đấy. Ở trong cái biểu thức ở trong while này có nghĩa là gì, tức là khi mà cái C này không khác, tức là không bằng cái EFO này, EOF này, thì nó sẽ thực hiện cái bên dưới này đấy. Về mình giải thích cái EOF này là gì? Cái EOF này nghĩa là end of file, tức là cái ký tự để kết thúc file đấy. Và nó trong C thì nó được định nghĩa là bằng -1 đấy. Khi ta di chuyển chuột này
ở cái iOS này thì nó sẽ hiển thị lên cái thằng define iOS này bằng -1 đấy, tức là cái giá trị của nó. À, về cái giá trị kết thúc, giá cái ký tự kết thúc chuỗi hoặc là ký tự kết thúc file thì mình sẽ được hiểu như sau ạ. Ví dụ ở đây khi chúng ta, đây là một câu lệnh đúng không ạ, khi chúng ta di chuyển cái con trỏ về cuối hàng và ta bấm cái phím mũi tên đi tiếp ạ, thì nó sẽ xuống hàng đấy, thì tại cái vị trí đang nhấp nháy đây ạ, con trỏ đấy chính là cái ký tự kết thúc cái câu lệnh đấy. Còn cái ký tự kết thúc file tức là gì, ví dụ cái file increment này ạ, đấy thì cái ký tự kết thúc file của nó sẽ là đây, cái vị sẽ là cái vị trí con trỏ lúc này đấy, nó đang nhảy nháy đấy. Đấy, ví dụ đây là cái dòng cuối của dòng lệnh cuối của cái file này thì mình enter lại đấy. Khi chúng ta sử dụng cái phím mũi tên đi sang phải đấy, đấy ta ấn đến khi nào không ấn được, không thể ấn tiếp được nữa đấy. Và khi đến khi cái con trỏ nó không di chuyển nữa thì đó chính là cái ký tự kết thúc ở cái file đấy. Thì đó đó là cái chính là cái iOS này. Rồi tiếp theo, nếu như mà cái vòng lặp while này, nó cái biểu thức điều kiện của nó sẽ là nếu như cái c này mà nó không bằng cái, nó không phải là cái ký tự kết thúc cái file thì nó sẽ in ra cái giá trị của c đấy, và sau đó nó sẽ tiếp tục lặp vòng lặp cho lấy cái giá trị c để đưa vào chương trình, và sau đó tiếp tục đi đến cái vòng while này đấy. Nó cứ làm như thế cho đến khi nó gặp cái ký tự kết thúc cái file thì nó sẽ thoát ra và sẽ dừng lại. Ở đây thì mình sẽ chạy cái chương trình này cho các bạn xem ạ. Chọn Z ạ. Rồi, ví dụ ta nhập một cái dòng lệnh bất kỳ điện. Chào các bạn ấy. Đấy, thì nó sẽ in ra cái dòng lệnh, in cái put tra, nó sẽ in ra cái C đấy. Đấy, cái C đấy nó sẽ in ra màn hình cái C. Ví dụ các bạn nhập enter thì nó vẫn in ra cái enter, hoặc là các bạn nhập cái dấu tab này thì nó vẫn in ra cái dấu tab, mặc dù bởi vì đây là cái màn hình đen này chúng ta không thấy được đấy. Bây giờ chúng ta sẽ nhập cái bất kỳ này, nó đều in ra cả đấy. Thì đó là cái hàm put tra. Rồi vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể kết thúc được cái file đó đấy, tức là gì, tức là khi nó sẽ gặp cái ký tự kết thúc thì nó dừng lại. Thì ở đây mình sẽ chạy chương trình và mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách để kết thúc cái file. Ví dụ đây mình nhập đấy, mình bất kỳ đấy. Rồi để mà kết thúc cái file này, ký tự của nó sẽ là Ctrl Z đấy. Khi các bạn enter một cái thì các bạn sẽ thấy cái bên dưới này nó sẽ không in, tiếp tục in ra tiếp được nữa đấy, tức là nó đã kết thúc rồi ạ đấy. Ở trong cái Windows thì các bạn bấm cái tổ hợp phím Ctrl cộng cho F đấy, đó chính là cái ký tự để kết thúc cái file đấy. Như này thì trên đây là cái phần giới thiệu về cái
phút tra. Và các bạn chỉ cần nắm hai cái vấn đề chính cho mình, đó là cái phút tra thì nó sẽ in ra màn hình cái giá trị mà cái hàm mà get tra nó đưa vào ạ. Và nó thì sẽ tương tự như cái hàm freenep ấy. Đấy. Và cái thứ hai mình nói đến đó là cái ký tự kết thúc file. Đấy. Thì ở trong Windows thì nó sẽ là tổ hợp phím Ctrl cộng số phím Z. Đấy. Đây chính là cái ký tự kết thúc file. Đấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.